Cát Linh xin chào quý khán thính giả. Mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức thời sự tối nay, ngày 27 tháng 10 năm 2017. Con gái tù nhân chính trị mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh viết thư đưa lên mạng, kêu gọi đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ giúp yêu cầu Việt Nam trả tự do cho mẹ của cháu. Cựu tù chính trị Phạm Minh Hoàng, nhà hoạt động dân chủ bị chính quyền Hà Nội tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất, được đề cử giải thưởng tự do báo chí 2017 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF. Thượng viện Hoa Kỳ chính thức phê chuẩn ông Daniel Christian Brink làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong phần thời sự là suy nghĩ của người dân về tình trạng gia tăng bắt bớ các tiếng nói trên mạng hiện nay của chính phủ Việt Nam. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, con gái 10 tuổi của tù nhân chính trị, mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vào ngày 26 tháng 10 viết một bức thư đưa lên mạng, kêu gọi đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ giúp yêu cầu Việt Nam trả tự do cho mẹ của cháu. Bức thư được đưa ra trước chuyến công du của Tổng thống Donald Trump và phu nhân đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC, cũng như thăm chính thức Việt Nam. Bức thư viết tay của cháu Nguyễn Bảo Nguyên, con gái của blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nêu rõ là bức thư thứ tư cháu viết gửi đến bà Melania Trump để nhờ bà giúp cho gia đình cháu được đoàn tụ. Cháu gái 10 tuổi Nguyễn Bảo Nguyên viết tiếp trong thư là cháu biết mẹ của cháu không làm gì sai và chính bà Melania Trump là người trao giải thưởng phụ nữ can đảm cho mẹ của cháu. We honor one woman who is not able to be here today. Nguyen Ngoc Như Quỳnh of Vietnam. An outspoken critic of injustice and human rights violations, blogger and online activist. Vào chiều ngày 27 tháng 10, cháu Nguyễn Bảo Nguyên nói với Đài Á Châu Tự Do như sau. Dạ con là Bảo Nguyên, dạ con tự viết. Con viết thư này là bởi vì con muốn xin bà Melania Trump can thiệp để mẹ con về với con. Hãng tin Reuters vào ngày 27 tháng 10 loan tin về bức thư viết tay của cháu Nguyễn Bảo Nguyên cho biết thêm là có liên lạc với chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội để hỏi thông tin liên quan nhưng chưa nhận được trả lời. Theo Reuters thì dù Việt Nam tiến hành cải cách kinh tế sâu rộng và ngày càng cởi mở với vấn đề thay đổi xã hội, biện pháp kiểm duyệt truyền thông vẫn nghiêm chặt và không khoan dung với việc chỉ trích nhà nước Cộng sản. Từ đầu năm đến nay, có ít nhất 17 tiếng nói bất đồng bị bắt trong chiến dịch sau khi Đảng Cộng sản tiến hành những thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo, cũng như sau khi nhiều cuộc biểu tình phản đối ô nhiễm môi trường diễn ra. Tại Hoa Kỳ, Hội Phụ nữ Âu Cơ cũng có thỉnh nguyện thư kêu gọi đệ nhất phu nhân Melania Trump can thiệp với chính quyền Việt Nam trả tự do cho blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Theo thông cáo báo chí của Hội Phụ nữ Âu Cơ đưa ra ngày 25 tháng 10 vừa qua, thì bà Melania Trump là người từng vinh danh và trao giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế cho blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vào tháng 3 vừa qua. Hội Phụ nữ Âu Cơ trình bày trong thỉnh nguyện thư gửi cho bà Melania Trump rằng blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị truy tố theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam với bản án 10 năm tù giam. Điều 88 vi hiến ngay cả chiếu theo Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam. Thỉnh nguyện thư của Hội Phụ nữ Âu Cơ nêu rõ việc can thiệp từ đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump giúp trả tự do cho blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là để gia đình được sum họp. Linh mục Joan Bautista Nguyễn Đình Thục, quản sứ Sông Ngọc và giáo họ Đông Kiều vào ngày 26 tháng 10 có thư yêu cầu chính quyền địa phương giải thích về kế hoạch họp của nhóm gọi là Cờ Đỏ sát bên cơ sở tôn giáo vào chiều tối Chủ nhật 29 tháng 10 tới đây. Thư yêu cầu giải thích do Linh mục Nguyễn Đình Thục ký được gửi đến các cơ quan chức năng xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Nghệ An. Vào chiều 27 tháng 10, Linh mục Nguyễn Đình Thục phát biểu với Đài Á Châu Tự Do về thư yêu cầu như sau. Cách đây 2 ngày đó, chính quyền xã Sơn Hải mời ban hành giáo của họ Văn Thái
họ mới lên họp và thông báo cho biết là một số cái thông tin về cái cuộc họp mặt của Hội Cờ Đỏ là ngày Chủ nhật tới và địa điểm là cái nơi mà trước họ tổ chức cái cuộc đấu tố hai linh mục và cái vị trí đó nằm sát ở nơi giáo họ Văn Thái. Cái lần này người dân cũng lo sợ sẽ xảy ra cái tình trạng tương tự. Cái việc mà chính quyền xã Sơn Hải thông báo cho ban hành giáo là mới buổi chiều của hôm trước. Thì ngày hôm qua tôi bận việc cả ngày, rồi buổi tối về tôi mới soạn cái thư yêu cầu đó. Và tôi vừa gửi cho họ buổi sáng hôm nay thì chắc là đến ngày mai thì họ mới nhận được. Họ nhận được thì không biết là họ có trả lời hay như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ít ra nữa là cả thế giới biết được cái việc làm như thế và họ phải suy nghĩ lại và có thể họ sẽ, hoặc nữa là họ sẽ giảm nhẹ đi cái sự đàn áp, sự tan ác của họ. Tôi hy vọng là như thế. Theo trình bày của Linh Mục Nguyễn Đình Thục thì sau khi có những cuộc tập trung của nhóm Cờ Đỏ thì lại xảy ra những vụ côn đồ tấn công giáo dân, ném đá vào nhà thờ hay đấu tố các linh mục. Cụ thể là sau cuộc họp của Hội Cờ Đỏ ở Sơn Hải vào tháng 4 thì xảy ra vụ đàn áp giáo họ Văn Thai. Sau cuộc họp của những thành viên Hội Cờ Đỏ vào tháng 9 thì xảy ra vụ việc ở giáo xứ Đông Kiều. Cựu tù chính trị Phạm Minh Hoàng, một nhà hoạt động dân chủ mang song tịch Việt Pháp, bị chính quyền Hà Nội tước quốc tịch Việt Nam và trục xuất vào tháng 6 năm nay, được đề cử giải thưởng tự do báo chí 2017 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF. Theo RSF loan tin vào hôm 27 tháng 10, ông Phạm Minh Hoàng hiện đang sống lưu vong ở Pháp, là một trong 18 cá nhân, là nhà báo và cơ quan truyền thông trong danh sách đề cử cho giải thưởng tự do báo chí năm 2017. Tiêu chí lựa chọn dựa trên tính chuyên nghiệp, sự độc lập và quyết tâm theo đuổi tự do truyền thông. Giải thưởng sẽ được trao ở thành phố Strasbourg của Pháp vào ngày 17 tháng 11 sắp tới. Cựu tù chính trị giảng viên Phạm Minh Hoàng bị cơ quan chức năng cưỡng bức đưa lên máy bay đi Pháp từ Tư Gia ở Sài Gòn vào đêm 24 tháng 6 năm 2017. Nhiều tổ chức theo dõi nhân quyền trên thế giới sau đó đã lên tiếng về trường hợp của ông, như tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, tổ chức Frontline Defenders, Hội cựu giáo chức Chu Văn An. Về phía nhà nước Việt Nam, khi bị báo giới chất vấn về biện pháp tước quốc tịch Việt Nam của ông Phạm Minh Hoàng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thu Hằng trả lời là vì ông này vi phạm pháp luật Việt Nam. Quyết định tước quốc tịch Việt Nam của ông Phạm Minh Hoàng do ông Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang ký ngày 17 tháng 5 vừa qua. Ông Daniel Christian Brink, người bang Nebraska, chính thức được Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thượng nghị sĩ Ben Shostrinev của Thượng viện Mỹ xác định tin này trong thông cáo báo chí hôm 26 tháng 10. Theo ông Ben Sass, Hoa Kỳ cần một đại sứ ở Việt Nam với công việc là đảm bảo các hiệp định thương mại đã ký giữa hai nước được thực hiện, cũng như hướng dẫn các cuộc đối thoại ngoại giao giữa hai quốc gia. Cũng theo Thượng nghị sĩ Ben Sass, thì ông Dan Clinton-Brink có thể thực hiện được cả hai trọng trách này. Ông Daniel Clinton-Brink được biết đến là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp từ năm 1994, từng là giám đốc cao cấp về các vấn đề châu Á cho Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Barack Obama. Trước đó, ông là phó đại sứ tại Bắc Kinh. Ông Christian Brink lớn lên với tuổi thơ ở phía ngoài thị trấn Ashland, một thành phố trong quận Jackson, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, là người rất quan tâm đến các vấn đề thế giới trong thời gian theo học khoa học chính trị tại Đại học Nebraska ở Kearney. Ông Ted Oisis, người kết thúc nhiệm kỳ đại sứ tại Việt Nam, lên tiếng chúc mừng tân đại sứ Mỹ Daniel Christian Brink. Lời chúc mừng của ông Ted Oisis được đưa ra trên tài khoản Facebook cá nhân, nói rõ là chưa có thời điểm chính xác khi nào ông tân đại sứ chỉ định Daniel Christian Brink đến Việt Nam. Tuy nhiên, phái đoàn Hoa Kỳ tại Việt Nam mong muốn đón chào ông Christian Brink trong thời gian gần. Đồng thời, ông Ted Oisis sẽ chuyển giao mọi công việc cho vị tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Vừa qua, ông Ted Oisis đã đến chào từ biệt các quan chức lãnh đạo chính quyền Hà Nội. Một hoạt động khác gần đây của ông Ted Oisis tại Việt Nam là vào ngày 24 tháng 10, ông cùng một số viên chức ngoại giao Hoa Kỳ đang công tác tại nước này đến viếng nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Khi đến viếng, đoàn thắp hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại bàn thờ Nghĩa Dũng Đài. Sau đó phái đoàn đi khảo sát tình trạng thực tế các khu mộ trong nghĩa trang.
Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cơ quan cảnh sát quốc gia Nam Hàn tăng cường hợp tác đào tạo với Việt Nam, giúp đỡ nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng công an của Hà Nội. Kêu gọi vừa nêu được ông Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại buổi gặp gỡ với trưởng cơ quan cảnh sát quốc gia Nam Hàn ở Hà Nội vào ngày 26 tháng 10. Thủ tướng đương nhiệm của Việt Nam nói rằng Nam Hàn đã đạt được nhiều thành tích trong khoa học hình sự và cảnh sát. Ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sự hỗ trợ mạnh mẽ của Việt Nam cho việc gia tăng mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực ngăn chặn tội phạm nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự xã hội ở cả hai quốc gia. Ông Phúc nói thêm là hai bên cần tích cực trao đổi thông tin trong lĩnh vực này cũng như mở rộng hợp tác trong phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm phi truyền thống và xuyên biên giới. Thủ tướng Việt Nam còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan cảnh sát, đặc biệt trong thời điểm Việt Nam rất cố gắng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuần lễ của Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng 11 tới đây. Trưởng Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nam Hàn, ông Lee Chun-sun nói rằng sẵn sàng làm việc với Bộ Công an Việt Nam, trong đó hai bên đồng ý về một số sáng kiến quan trọng, đặc biệt liên quan chống tội phạm công nghệ cao và đảm bảo an ninh mạng. Ông Lee Chun-sun cũng cho biết Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nam Hàn sẽ tiếp tục phối hợp với Việt Nam để trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong việc ngăn ngừa tất cả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng và khủng bố. Kính chào quý khán thính giả đến với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Với lượng người tiếp cận công cụ mạng xã hội ngày càng tăng, Đài Á Châu Tự Do thực hiện chương trình truyền hình mạng phát trực tiếp và lưu lại trên Facebook, YouTube với mục đích giúp quý vị bắt kịp tất cả những diễn biến đáng chú ý tại Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật của Đài Á Châu Tự Do sẽ làm quý khán thính giả hài lòng về mọi mặt. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình mạng 15 phút mỗi ngày của RFA được phát hình trực tiếp lúc 8 giờ 15 phút sáng mỗi ngày từ thứ ba tới thứ bảy và chương trình tổng hợp tin tức thời sự 30 phút lúc 10 giờ tối mỗi thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên Facebook và YouTube cũng như trên trang chủ RFA tiếng Việt. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình truyền hình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đang được phát trực tiếp qua mạng xã hội Facebook và YouTube. Mong quý vị chia sẻ chương trình và giới thiệu thêm cho nhiều người thân và bạn bè biết đến chương trình của chúng tôi. Trong phần thời sự hôm nay, thưa quý vị, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc trong phát biểu tại ngày đầu kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 hôm 23 tháng 10, nhắc lại rằng Việt Nam cần xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, đưa tin bịa đặt, sai sự thật nhằm kích động gây bất ổn xã hội. Các nhà hoạt động và người dân suy nghĩ như thế nào về tình trạng gia tăng bắt bớ các tiếng nói trên mạng hiện nay của chính phủ Việt Nam, cũng như nhận định trên của Thủ tướng? Phóng viên Lan Hương ghi nhận trong bài sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Đài RFA đã trao đổi với luật sư Võ An Đôn thuộc đoàn luật sư Phú Yên, người từng nhiều lần bị công an triệu tập liên quan đến những phát ngôn và bài viết trên mạng xã hội. Luật sư Đôn khẳng định với chúng tôi rằng chuyện viết và đăng bài trên mạng xã hội là quyền tự do ngôn luận của người dân. Ông nhấn mạnh rằng người dân có quyền được bày tỏ ý kiến về các vấn đề chính trị, xã hội của đất nước. Câu nói với nội dung trên thì em thấy là không có phù hợp với cái xã hội phát triển cũng như đối với luật pháp như hiện nay chị ạ. Đó là quyền cá nhân của mỗi con người. Người ta có quyền thể hiện chính kiến, còn cái lợi dụng thì không phải, không có cái gì lợi dụng. Nếu mà cái này người ta xúc phạm cá nhân hoặc tổ chức cái gì đó thì xử phạt và yêu cầu người ta bồi thường danh dự nhân mà luật pháp đã có quy định rồi chị ạ. Cũng tại phiên họp, báo cáo của chính phủ cho biết, đến nay YouTube đã gỡ bỏ hơn 4.400 clip có nội dung được nói là độc hại. Facebook đã gỡ bỏ 678 tài khoản vi phạm, trong đó có 110 tài khoản giả mạo, 394 bài viết và tài khoản kinh doanh trái phép, 174 bài viết và tài khoản có nội dung bôi nhọ người khác. Cũng từ đầu năm đến nay, Việt Nam tăng cường bắt bớ những tiếng nói bất đồng mà nhiều người trong số họ sử dụng mạng Internet làm nơi để biểu đạt quyền tự do ngôn luận của mình. Số liệu thống kê cho thấy chỉ riêng năm nay đã có trên 20 người bị bắt. Đặc biệt chỉ trong vòng mấy tháng trở lại đây, nhiều thành viên của Hội Anh em Dân chủ cũng bị bắt với cáo buộc liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Đài. Bên cạnh đó, nhiều cá nhân bị công an triệu tập điều tra cũng liên quan đến vụ án này.
trong đó có nhà hoạt động Khúc Thừa Sơn ở Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người bị tuyên án 10 năm tù vì tội tuyên truyền chống nhà nước, phản đối nhiều điểm trong phát biểu của Thủ tướng mà bà cho rằng không rõ ràng. Bà nói rằng những người như con gái bà không hề gây bất ổn xã hội như lời Thủ tướng nói, mà chỉ muốn nói lên sự thật để người dân cảnh tỉnh. Cái bất ổn là khi mà đưa một cái tin đó, họ không chính xác, không đúng, không phản ánh được sự thật. Còn nếu như con tôi đưa những cái tin như cách đây một năm, hơn một năm về cá, về Phật Hoa Sa bị nhiễm, đã làm nhiễm biển, về những cái tin mà con tôi lấy từ báo chính thống đi xuống để mà là báo động xã hội, thì cái đó là một cái hình thức họ mong muốn xây dựng, mong muốn cảnh tỉnh là mọi xã hội phải chú ý tới cái điều này, điều A, điều B này để nó tốt đẹp hơn. Theo bà, nếu những cá nhân nào đưa thông tin đúng trên mạng thì cần được cổ súy, và nếu sai thì phải nhắc nhở họ, chứ đừng mang án tù ra trừng phạt họ. Bà bày tỏ sự bất mãn với số lượng tiếng nói bất đồng chính kiến bị bắt từ đầu năm đến nay, trong đó có nhiều trường hợp làm việc tốt, giúp đỡ người khác như cô Trần Thị Xuân ở Hà Tĩnh. Đối với tôi hiện bây giờ, những cái điều mà họ bắt họ quy chụp cho con tôi và những người như vậy là một cái điều rất là khó hiểu. Tôi không biết họ muốn cái gì nơi người dân. Họ chỉ muốn những người dân là nghĩa là ăn, mặc và sống thôi, ngoài ra suy nghĩ thì phải định hướng. Một Facebooker khác là anh Phan Tất Thành, một người nói là phải chịu rất nhiều sức ép từ phía an ninh vì những bài viết đăng trên Facebook phản đối việc chính phủ Việt Nam luôn quy kết các cá nhân đăng bài chống đối, thù nghịch. Ông cho rằng những bài đăng đó thực chất là một hình thức xây dựng đất nước. Tôi chỉ nói sự thật, tôi không chống ai cả. Tôi chống là tôi chống những đảng viên thoái hóa tiêu cực, những cán bộ làm ăn khốn nạn mất dạy. Chứ còn tôi không chống đảng, tôi không chống chính quyền. Chứ còn một vấn đề thế này mà mình nói thì nó bảo nói xấu, xấu đâu. Tôi nói sự thật chứ tôi có nói xấu đâu. Thì quan điểm của đảng là đấu tranh phê bình và tự phê bình là giúp cho đảng phát triển. Thì cũng như tôi nói với các anh em an ninh, tôi bảo này các ông bảo vệ đảng kiểu các ông, tôi bảo vệ đảng kiểu tôi. Đảng là các ông tô son sắc phấn lên cho nó đẹp lên, còn tôi thì bôi thuốc lên, thuốc đắng giã thật. Có lẽ là cách của tôi còn tốt hơn các ông, thì cách của tôi mới khỏi bệnh, cách của ông chỉ có làm cho bệnh tật nó nặng thêm thôi. Một vụ việc gần đây nhất là vào ngày 21 tháng 10 vừa qua, Công an Bắc Ninh đã đến tận nhà đưa giấy triệu tập cho ông Nguyễn Hữu Mỹ ở xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn vì các bài viết trên Facebook. Một số nguồn tin nói rằng ông Mỹ là dân oan chuyên đi khiếu kiện đất đai. Luật sư Võ An Đôn cho rằng hiện nay người dân dường như bị dồn vào đường cùng vì mọi phương tiện bày tỏ quan điểm tự do đều bị chính quyền ngăn chặn, kiểm soát. Dạ, thì ở Việt Nam thì cái hệ thống báo chí tuyên truyền thì nắm trong tay của nhà nước, không có báo tư nhân đó. Cho nên mỗi những người mà người dân quan tâm đến xã hội ấy, thì muốn thể hiện quan điểm ấy, cái tự do ngôn luận của mình ấy, thì các mạng xã hội ấy. Nhưng mà nay chính phủ ngăn cấm như thế thì rất là khó cho những người mà nói lên những cái tiếng nói để thể hiện cái chính kiến của mình đối với phản biện xã hội chị ạ. Còn bà Tuyết Lan lại cho rằng những hành động của chính quyền chỉ gây nên tác dụng ngược lại, đó là sự phẫn nộ và vùng dậy của người dân. Cũng xin nhắc lại là Điều 69 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 đã quy định rõ là công dân có quyền tự do ngôn luận, và Điều 4 Luật Báo chí cụ thể hóa rằng công dân có quyền phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối chương trình tin tức thời sự tối nay 27 tháng 10 năm 2017. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào sáng mai lúc 8 giờ sáng giờ Việt Nam, cũng trên YouTube và Facebook của Đài Á Châu Tự Do. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Cát Linh cầu chúc quý vị một đêm an lành. Xin chào và hẹn gặp lại.